Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Sau đây là phần tin thế giới. Bản tin đầu về thế giới cho biết là một chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine đã bị rớt ở Iran, khiến cho 180 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Bản tin nói rằng toàn bộ hành khách và thành viên, không một ai sống sót. Hãng tin Reuters đã trích nguồn tin từ truyền thông của nhà nước Iran là quốc gia hiện nay đang có những xáo trộn như phần tin Hoa Kỳ đã đưa. Hiện chưa có rõ thảm kịch này có liên quan gì tới cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran hay không. Thông tấn xã Fars của Iran cho rằng nguyên nhân vụ rơi máy bay được cho là do vấn đề kỹ thuật. Chiếc máy bay bị rơi ngay sau khi vừa cất cánh tại sân bay Khomeini ở thủ đô Tehran. Các báo cáo ban đầu cho hay là chiếc máy bay này đang trên đường bay tới thủ đô Kiev của Ukraine. Và bản tin nói thêm là các đội cứu hộ đã có mặt ngay tại hiện trường gần sân bay nơi chiếc máy bay rơi. Trong khi đó thì Liên đoàn Hàng không của Hoa Kỳ đã cấm các hãng hàng không bay qua không phận Iran, Iraq cũng như vịnh Oman. Và bản tin mới nhất cũng cho biết là Iran đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay bị rơi nói trên, nhưng họ đã không có giao lại cho Hoa Kỳ, là quốc gia đã rất tân tiến bởi vì Boeing là sản xuất tại Hoa Kỳ, vì Boeing là đại công ty của Hoa Kỳ, rất tân tiến để có thể biết được nguyên nhân chính xác tại sao mà máy bay bị rơi hay bị tai nạn bất cứ về lý do gì nếu tìm được hộp đen. Nhưng cho đến giờ phút này thì bản tin nói rằng thì là chính quyền Iran đã tìm thấy hộp đen nhưng không có giao mà cái hộp đen đó cho Hoa Kỳ. Bản tin thứ hai trong phần tin thế giới, thưa quý khán giả, là nói đến việc Tổng thống của Nga, ông Vladimir Putin, vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Syria trong cái bối cảnh căng thẳng ở khu vực đang leo thang sau vụ Hoa Kỳ hạ sát tướng Soleimani của Iran. Tổng thống Putin đã gặp Tổng thống của Syria, đó là ông al-Assad, khi ông đến thăm thủ đô Damascus. Và chuyến thăm cách đây hơn một ngày là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới thủ đô Syria, và đây là lần thứ hai ông tới Syria kể từ khi cuộc nội chiến kéo dài gần 9 năm. Nga là quốc gia đã đưa quân đội tới hỗ trợ chính quyền Syria từ năm 2015. Và hai nhà lãnh đạo Syria cũng như Nga đã nghe một bài thuyết trình của chỉ huy lực lượng Nga ở Syria báo cáo tình hình. Tổng thống Putin của Nga cũng gửi lời chúc mừng đại lễ Giáng sinh của tín đồ chính thống giáo tới các binh sĩ của Nga ở Syria. Đồng thời, ông đã ca ngợi những tiến bộ to lớn đã đạt được trong việc giải quyết cuộc xung đột tại đây. Ông nói, trong cuộc thảo luận với Tổng thống Assad, ông Putin đã nhấn mạnh, giờ đây có thể tự tin rằng chúng ta đã đi được một quãng đường dài hướng tới mục tiêu khôi phục cương vị và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Đó là bản tin nói đến việc ông Putin thăm Syria, và bản tin còn chú thích thêm là đây cũng là một điều làm cho báo giới của thế giới đặt câu hỏi là không hiểu vì lý do thầm kín nào khác mà ông Putin vội vàng đến thăm Syria như vậy. Một bản tin nữa về thế giới là các quốc gia của khối NATO đã quyết định rút bớt nhân viên khỏi Iraq. Các nhân viên thuộc tổ chức NATO, tức là khối Bắc Đại Tây Dương, đã rút bớt nhân viên khỏi Iraq vì sợ rằng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran trong khu vực có thể gây thiệt hại cho họ. Chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp đề phòng cần thiết để bảo vệ các nhân viên
bao gồm tạm thời di chuyển một số người tới những địa điểm khác cả trong và ngoài Iraq. Đó là lời tuyên bố của một quan chức giấu tên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Lực lượng NATO tại Iraq gồm hàng trăm nhân viên để giúp đào tạo cũng như cố vấn và hỗ trợ các quốc gia thành viên NATO khác và những nước nằm ngoài liên minh. Nhiệm vụ của nhân viên NATO là đào tạo lực lượng an ninh Iraq nhằm ngăn chặn sự trở lại của nhóm quân nhà nước Hồi giáo IS. Và bản tin còn nói thêm là Hoa Kỳ cũng như các liên minh khối NATO có mặt tại Iraq với mục đích không phải chiến đấu nhưng mà mục đích để đào tạo và để ngăn chặn cái sự bành trướng cũng như trỗi dậy của quân khủng bố Hồi giáo mà thôi. Một bản tin kế tiếp về thế giới nữa thưa quý vị, đó là liên quan đến sự căng thẳng cũng như liên quan đến việc trả đũa của Iran vào căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Iraq. Thì Đức đã ra lệnh rút bớt quân khỏi chiến trường này. Bản tin cho hay là nước Đức đã rút 1/4 số binh sĩ trong liên quân chống khủng bố IS sau khi Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu quân đội nước ngoài chấm dứt sự hiện diện. Khoảng 30 binh sĩ Đức đồn trú tại thủ đô Baghdad và căn cứ Tazi ở phía bắc thủ đô sẽ được chuyển đến nước Jordan và Kuwait. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức đã cho biết như vậy và thêm rằng việc rút quân sẽ sớm nhất được bắt đầu. Đức hiện nay có khoảng 415 binh sĩ, như một phần của liên minh chống quân khủng bố IS đã có mặt tại Iraq trong một số năm vừa qua. Và thưa quý vị, một bản tin sau đây có lẽ cũng làm cho chúng ta chú ý một chút, đó là vì cuộc không kích bằng liên đạn đạo hỏa tiễn của Iran vào căn cứ Hoa Kỳ, nhiều hãng hàng không thế giới đã phải đổi lịch trình các chuyến bay và các đường bay, các tuyến bay. Bản tin nói nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới đã phải hủy các chuyến bay đến cũng như đi từ Iran từ hôm 8 tháng 1, tức là ngày hôm qua, cũng như đổi đường bay nhiều chuyến khác ra khỏi không phận của cả hai quốc gia Iran và Iraq. Hãng hàng không của Đức, đây là hãng hàng không lớn tên là Lufthansa, cũng như hãng hàng không Emirates có trụ sở tại Dubai và hãng hàng không giá rẻ Fly Dubai cũng nằm trong số các hãng đã hủy các chuyến bay. Trong khi đó thì bản tin nói là Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, viết tắt là FAA, đã ra lệnh cấm các hãng hàng không Mỹ không được bay đến khu vực. Một số hãng hàng không khác vẫn tiếp tục hoạt động trên không phận đang bị ảnh hưởng. Cơ quan FAA của Hoa Kỳ đã cấm các hàng không như chúng tôi vừa nói là không được bay trên các không phận Iran, vịnh Oman cũng như vùng biển giữa Iran và Ả Rập Xê Út, với lý do là các hoạt động quân sự đang tăng và căng thẳng chính trị leo thang ở Trung Đông có thể sẽ đưa ra đến các rủi ro cho các hoạt động hàng không dân sự của Hoa Kỳ. Và cùng với nhiều hãng bay như chúng tôi vừa thưa thì trên toàn thế giới rất nhiều hãng bay khác của Pháp như Air France, của nước Anh và của nhiều hãng hàng không tuy không có tên tuổi lớn như các hàng không lớn chúng tôi vừa nói cũng đã ra lệnh không tiếp tục cho bay vì họ sợ rằng có thể bị ảnh hưởng. Và cũng có một số hãng hàng không thế giới khác thì gần như là who care vẫn cho bay. Dĩ nhiên mỗi người mỗi ý thưa quý khán giả, nhưng mà chắc chắn thì vẫn hơn. Vừa rồi là bản tin sau cùng về thế giới Mai Tuấn gửi tới quý vị, và sau phần thông tin thương mại mời quý vị trở lại để chúng ta cùng nghe thêm một số các tin tức về châu Á qua một vài tin chính như sau. Chính quyền Nam Dương, tức là Indonesia, đưa chiến đấu cơ ra Biển Đông để đối đầu với Trung Quốc. Thủ tướng Abe của Nhật Bản có thể hủy chuyến thăm Trung Đông.